Xin chào mọi người, hôm nay Toàn sẽ tiếp tục làm một video giới thiệu về cái xe SH 2020. Cụ thể là mình sẽ giới thiệu về cái máy đọc lỗi này, máy đọc lỗi phiên bản cũ, và sử dụng máy phiên bản cũ để kết nối với xe SH 2020 đời mới. Đó, đây là máy sản xuất năm 2016 nhá, nhưng mà vẫn đọc được như bình thường, và mình sẽ đọc trực tiếp cho mọi người xem. Chúng ta sẽ sử dụng một cái cáp kết nối, đó là cáp SH 2020. Đặc điểm của cáp này là những cái chân kim rất nhỏ nhé, và cái đầu đọc lỗi của nó rất nhỏ, chúng ta không thể đấu tắt, không thể sử dụng những cái sợi dây to như bình thường được. Để mà kết nối SH 2020 thì mọi người chỉ cần mua thêm cái cáp này thôi nhé, mua thêm cái cáp này, sau đó kết nối cùng với cáp Honda. Đấy, đây là cáp Honda, thì những anh em nào đã có máy đọc lỗi rồi thì có sẵn cáp này rồi, thì chúng ta chỉ cần kết nối vào đây là được thôi. Còn những anh em nào mà chưa có cáp mà muốn dùng thủ công thì chúng ta cũng mua cái đầu này về. Đây là cáp kết nối máy, còn cáp thủ công thì mình để ở trên kho, mình có cả cáp thủ công luôn nhé, để mọi người gọi lỗi xóa lỗi thủ công. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy đời cũ, máy đã sâu đời rồi nhá, máy 2016. Mình sẽ kết nối với xe SH 2020. Người mở cái cốp này lên sẽ thấy cái hộp của nó. Đây mình sẽ tháo sẵn cái lắp đậy ra đây rồi. Đây mọi người sẽ thấy rõ là bên trong của nó ắc quy nằm trong cốp này. Đấy. Hộp cầu chì này. Dơ le sạc khởi động dưới ra chính này, hệ thống cầu chì. Lắp đổ nước bình hồi, lắp két nước phụ đây. Đó. Và đây là có ba cái đầu. Cái đầu xanh này là cái đầu mở khóa khẩn cấp trong trường hợp hỏng remote hoặc hết pin. Rắc đỏ có 4 sợi dây, chính là rắc kết nối chuẩn đoán DLC. Chuẩn đoán DLC nghĩa rằng là vừa gọi lỗi thủ công vừa kết nối máy để chuẩn đoán đọc lỗi được. Và rắc thứ 3 chỉ có 1 sợi dây, đó là rắc làm thêm chìa khóa. Rắc nhập thêm chìa, nhập thêm remote nhé. Là mình sẽ kết nối như sau. Sử dụng cáp Honda. Kết nối vào đây. Đó, đây là cáp mua thêm. Những anh em đang có máy đời cũ thì chỉ cần mua thêm cái cáp này thôi nha. Rút cái đầu đậy ra. Những cái lỗ chân kim của nó là siêu nhỏ luôn. Siêu nhỏ luôn nhá, anh em không thể chọc dây điện hay là chế cháo gì vào đây được đâu. Đây mình quay sát cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy chưa? Lỗ chân kim siêu nhỏ. Đó. Giờ chúng ta sẽ kết nối đây. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy là chúng ta bật nguồn lên là sẽ sử dụng được máy đọc lỗi đời cũ thôi. Không cần phải nâng cấp máy mà chúng ta vẫn đọc được SH 2020 nhé. Máy đã lên nguồn rồi. Đó. Cái giao diện rất đời cũ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đến thông tin phiên bản máy cho mọi người xem. Máy này là Moto 1610060, nghĩa rằng sản xuất năm 2016 nhé. Bản này là V3.81A Moto trừ B, nghĩa rằng đã đọc được xe XSI rồi, XSI 2019 rồi đấy. Đấy. Rồi, máy sản xuất năm 2016 và phần mềm cập nhật năm 2018 bản V3.81A. Bây giờ mình sẽ vào đọc SH 2020 cho mọi người xem. Chuẩn đoán xe này, chúng ta chọn Honda. Rồi, chúng ta muốn nhanh thì chúng ta chọn thẳng đời xe là Việt Nam. Đấy, để mình gá cái máy quay phim lên đây cho nó đỡ rung nhé.
Ok. Sang trang. Mình sẽ chọn dòng số 11 là SH125-150 EASP. Đó. Chọn như này nó sẽ rất nhanh. Còn không chúng ta sẽ chọn tự động tìm xe cũng được. Đó, rất nhanh nhé, nó rất nhanh. Và chúng ta sẽ đọc dữ liệu động cơ này. Đó, ở đây chúng ta thấy là vòng tua máy, điện áp ác quy, đèn báo lỗi. Đấy, đèn báo lỗi ập, mục số mã sự cố là 0, nhiệt độ nước mát là 36 độ. Đấy, sang trang này. Vị trí bướm ga này. Vị trí bướm ga đang là 0 độ này. Bây giờ mình sẽ kéo hết tay ga lên cho mọi người xem. Nó hoạt động bình thường. Đấy, kéo hết tay ga lên là 77,5 độ. Đúng chưa? Kéo hết tay ga lên là 77,5 độ đây này. Buông tay ga là 0 độ, kéo hết ga 77,5 độ. Điện áp là 4368 mV. Đó, mình ấn một nữa, lần nữa nó sẽ ra giản đồ. Đó. Đó, nó ra một cái giản đồ ấy để chúng ta kéo biết rằng tay ga không bị ngắt quãng nhá. Đây là chức năng rất ưu việt ở trên máy đọc lỗi MT mà những năm 2016 là nó đã hoạt động rồi. Chức năng này nó đã hoạt động rồi. Đó, mình đang test tay ga đấy. Ok chưa? Rồi. Kiểm tra trên chống cạnh nhé. Mình sẽ tìm cái dòng ở chân chống cạnh. Đây, cảm biến chân chống bên. Đó. Rồi, mình sẽ gạt chân chống này. Gạt xuống. Báo là on. Đúng không? Đó, bây giờ gạt lên này. Rồi, báo là off. Xuống, on, lên, off. Chúng ta kiểm tra chân chống là phải on, off liên tục nhé. Chứ gạt lên gạt xuống mà đứng nguyên là on hoặc đứng nguyên là off là không được đâu. Rồi. Như vậy là cái máy đọc lỗi đời cũ 2016 vẫn đọc được phần mềm của SH2020 như bình thường. Chỉ cần mua thêm cáp kết nối thôi. Cáp kết nối nhà mình có cung cấp sẵn nha. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại là 0904 566 844. Hiện tại cáp này bây giờ mình đang bán cả cước là 120.000 nhé. Cáp này là 120.000 cả tiền chip luôn đấy. Đó. Hoặc là mình sẽ vào được tự động, mình sẽ vào chức năng tự động tìm xe nhé. Chuẩn đoán xe này. Honda này. Đấy. Mình sẽ không vào Việt Nam, mình sẽ không vào đúng đời xe nữa. Mình sẽ vào dòng số 7, số 8. Auto scan tự động. Enter. Chọn dù mục số 1 là FI. Đấy, cái phần này ấy, thì không cần chọn đúng đời xe đâu, tự nó loát. Bao giờ cái phần mềm trong máy đọc lỗi nó loát đúng cái phần mềm trong xe thì tự chúng nó tương thích và nhận nhau. Thì chỉ mất khoảng 30 giây thôi nhá. Vào đúng đời xe thì ấn khoảng 3 giây là tìm được. Còn vào tự động thì nó loát khoảng 30 giây. Cũng không mất bao nhiêu thời gian của mọi người đâu. À, vào được rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào dữ liệu động cơ đây. Nhờ khi mà chúng ta vào chức năng tự động tìm xe thì cái máy đọc lỗi nó sẽ tối ưu hóa hết chức năng của nó luôn nhé. Nó sẽ có những chức năng mà cái chương trình vào đúng đời xe là không có đâu. Đấy, thông thường mình sử dụng máy đọc lỗi ấy, thì mình không bao giờ vào đúng đời xe, mình toàn vào chế độ tự động tìm xe thôi. Nó sẽ tối ưu hóa. Đây mọi người nhìn thấy đấy, có 8 trang. Đấy. Vào đúng đời xe nó có khoảng 3 trang, 4 trang thôi. Nhưng vào tự động tìm xe sẽ là khoảng 8 trang. Đó. Trần trong phụ đây. Còn nạp đây. Đó, ok chưa? Gạt xuống là off này. Gạt lên là on này. Ok. Rồi. Mình đọc mã lỗi cho mọi người xem. Hiện tại chắc chắn là không có mã lỗi này. Rồi. Lịch sử này. Cũng không hề có mã lỗi. Vì xe mới tinh mà. Xe rất mới nha. Chức năng đặc biệt này. Bật lại ECM này.
đang kết nối, ấn enter có này. Đấy, tắt khóa xe sau đó mở lại thì hiện nhanh trong 10 giây. Việc của mình là bây giờ tắt khóa xe và mở lại thôi. Ok. Đấy, mở lại và sau đó là nổ máy khoảng 10 phút để hệ thống làm việc lại từ đầu. Rồi, như vậy là video vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy lọc lỗi đời cũ để kết nối với xe SH2020 đời mới. Chỉ việc mua thêm các kết nối là xài được thôi, không cần phải nâng cấp máy, không cần nâng cấp máy vì máy độc lỗi MT này nó vẫn tích hợp được cái dòng SH đời mới này nhá. Rồi, video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người.